Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Căn tính người Kitô hữu. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã từng nghe những lời đau lòng rằng nhiều người ngoại giáo muốn theo đạo, nhưng khi tiếp xúc với những người có đạo thì họ lại thôi. Lý do là vì họ thấy những người công giáo sống chẳng tốt lành gì, cũng ăn gian nói dối, cũng trộm cắp, lừa đảo. Câu chuyện trên cho thấy những tín hữu sống phản chứng tin mừng đã gây tác hại nghiêm trọng đến người khác. Quả thực không thể làm sáng danh Chúa nếu chúng ta sống ích kỷ, loại bỏ người nghèo khổ và loại trừ lẫn nhau. Hôm nay Đức Giêsu cho biết căn tính người Kitô hữu là trở nên ánh sáng của Thiên Chúa, giúp mọi người nhận ra Chúa là đấng yêu thương. Ánh sáng của chúng ta được người khác nhận biết qua lời nói và hành động bác ái yêu thương. Và một Kitô hữu sống đúng với căn tính của mình là khi sống theo giáo huấn của tin mừng. Lạy Chúa, xin hun đúc ngọn lửa yêu mến trong con, để con dám sống đúng với căn tính mình là làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Amen.